Đi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay sẽ lên cho anh em tổng cộng vẫn là 9 con máy. Những là đa phần là máy có nong, máy cho anh em đánh lục, đánh dạt bờ biển, săn hàng. Để anh vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Cảm ơn anh em. Ok, để em vô máy thứ nhất cho anh em xem. Đây, đây máy thứ nhất. Một con Shimano Power hạng có nong này, một con Shimano Power Asago 6.000, hàng của là hàng nội địa Nhật nha anh em, bộ pin là bộ pin sống. Máy này hai cối, một cối tiếp 3 và một cối tiếp 5. Đây ngoại hình nhìn khá là ok, đây là cối tiếp 3 nha anh em. Đây thông số cước, đây cước 2 được 300 m, cước 3 được 200 m, cước 4 được 150 m. Ở đây là thông số PE. Máy này nặng tầm 550 g. Máy chạy 6 mặt đạn. Còn lần trong gói cước. Trong gói cước. Hàng nội địa Nhật, ngoại hình đây anh em. Ngoại hình xuất sắc, một ít nha. Đây. Ngoại hình khá là ok. Cái này chốc sơn thôi. Cái này lớp mạ để nhẹ là chốc thôi, không ảnh hưởng gì tới hoạt động, hoạt động chân chung nha anh em, hoạt động chân chu không à, lắc tài cũng vậy nha. Anh em là đánh giặc bờ biển, săn hàng, những máy này rất là ok. Máy này hỗ trợ cho anh em thay nồi nha anh em, thích hợp cho anh em thay đổi thông số cước. Đây, đây là nồi số 5. Nồi số 5 này có xây tương đương là xây 6.000. Cước 5 được 200 m, cước 6 được 170 m. Máy hai nồi, nồi 5 còn rất là mới nha anh em. Đây, còn rất là bóng. Đây, máy cũng còn rất là ok, máy hỗ trợ ABS. Còn rất là bóng. Đây, xước DX. Giá công khai máy luôn nha anh em, máy này 2.2 triệu, 2.2 triệu cộng ship và cộng ok. Anh em đánh lục, đánh giặt bờ biển, đánh gần, lấy những máy này về cảo rất là khỏe. Rồi máy thứ nhất giá 2.2 triệu. Đây tiếp theo là máy số 2. Máy số 2 vẫn là con Shimano Power 6.000. Đây hàng nội địa Nhật, con này thì xước sát một ít. Đây xước, đây xước, đây đây nồi vẫn là nồi 3 và nồi 5, lấy cước ok, hoạt động ok rồi, không còn gì phải bàn. Đây, đây hoạt động ok, lắc tay quay nè, không mô bên đầu một mô sống. Đây ngoại hình, ngoại hình con này xấu xí tí đó. Chạy 6 mặt đạn nha anh em. Đây ngoại hình xấu xí chí, hai vẫn là hai cối, một cối 5 và một cối 3. Đa phần những cối 5 này còn rất là ok. Đây soi kỹ cho anh em xem luôn, cái này là những chốc cái lớp mạ thôi nha anh em. Giá con này công khai luôn 2 triệu. Máy số 3 giá 2 triệu. Tiếp theo đây là con máy số 4. Đây vẫn là con Shimano Power Asero. Máy số 4 này còn rất là ok, rất là mới nha anh em. Đây đích thứ ít nè, 6 mặt đạn. Đây. Đây, xước ít thôi. Đây, nồi lên đây. Một bên là một bên sống. Hoạt động ok. Những máy này đổi trái phải bình thường. Hoạt động bao mượt. Một bên sống. Hỗ trợ ABS. Máy này vẫn là hỗ trợ là hai nồi.
không quay nhẹ nó quay quá trời quay. Đây máy này vẫn là hỗ trợ hai nồi, một nồi 3, một nồi 5. Đem soi cận cảnh là 5 cho anh em xem. Đây. Rất là ok nha anh em. Đó. Máy số 3 vẫn có giá là 2,2 triệu nha anh em. Máy số 3 vẫn có giá là 2,2 triệu. Rồi, tiếp theo là con máy số 4. Đây, máy số 4. Máy này là có dây bơ đi theo máy. Em tặng anh em luôn. Đó, bơ đi theo máy. Nào vẫn là nồi 3. Ngoại hình con này còn khá là ok, mới hơn 3 con hồi nãy. Hàng vẫn là power 6.000. Xây số nồi số 3 là có dây xây là xây 4.000. Nồi số 5 có giá có xây là xây 6.000. Máy con chạy 5 mặt đạn, 6 mặt đạn. Ngoại hình khá là ok, khá là bóng. Con này hoạt động chân chu. Mua bên là mua bên sống. Lấy cước là lấy cước ok. Đây, một nồi 3, một nồi 5. Đây, nồi 5 có máy đây. Khá là ok anh em. Con này có giá là 2,3 triệu anh em. Máy số 4 có giá là 2,3 triệu. Đây. Thông số kỹ thuật là giống những con máy còn lại nha. Có giá 2,3 triệu. Đây, tiếp theo là con máy số 5. Máy số 5 vẫn là con Power Zero 6.000. Hàng Nhật. Ngoại hình con này cũng khá là ok. Đây. Nồi đây, nồi này đã bị chóc sơn anh em. Chóc lớp mạ. Bộ bên vẫn là mình sống. Đây ngoài hình khá là êm, khá là ngon. Soi cận cảnh cho anh em xem luôn chứ không giấu một phần nào, một vết xước nhỏ nào hết. Còn lăn lăn nha anh em. Đấy cứ ok nè, đó. Hoạt động nè, đó, chân chu. Hỗ trợ ABS. Đây nó quay. Đây, nồi số 5 đây. Đây, khá là bóng. Giá công khai luôn 2,2 triệu nha anh em. Máy số 5 giá 2,2 triệu. Tiếp theo là con máy số 6, một con Beamaster 1.000. Hàng này là chuyên cho anh em đi lô suối. Hoạt động chân tru nha. Hàng này siêu mano Beamaster 1.000. Hàng full hộp. Sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn đầy đủ nha anh em. Thông số kỹ thuật đây. Dòng tua 5.0.1. Cân nặng là 205 gram. Đó. Anh em xem thông số nha, cước 0.8 bia 0.8 được 100m. Bia 7 vô được 100, B1 vô được 70m. Hàng này hàng Malaysia xuất Nhật cho anh em. Đây. Mô bên là mô bên sống, copy cốt trợ lực. Hoạt động chân tru. Anh em nào lô suối, lô gopi, cầu những máy này rất là êm. Giá công khai luôn 1 triệu nha anh em. Giá công khai 1 triệu. Máy số 6 giá công khai 1 triệu. Tiếp theo cho em lên cho mọi người là ba con máy cuối cùng. Ba con máy này khá là cao cấp. Đây.
Đây đây một cặp. Một cặp này anh em săn hàng rất là thích. Đây. Đây một máy bao BA SUP SA27 hàng của Nhật. Đây, Bawa SUP, Bawa Asuro. Hàng Bawa SUP này rất là hiếm nha anh em. Đây, giá nó cũng là giá nó thấy giá khá là ok cho anh em săn hàng. Đây cước ok, hàng hỗ trợ xả cước nhanh. Quay êm mực nhẹ. Đó. Đây. Hỗ trợ sức nhanh nha anh em. Cứng. Nhích ra cái, đó, rất là nhẹ. Thế chưa rất là cứng nè. Đó. Đây cước ok. Đa phần những hàng này về á là độ xước xước của máy á, rất là ít. Đây, cái này nó in dấu vân tay các em lên luôn á. Đây, rất là không xước luôn. Đó. Hàng này chia cho anh em đi săn hàng nha. Giá công khai cho anh em luôn. 3,4 triệu. 3,4 triệu nha anh em. Hàng chiên cho anh em đi săn hàng, giá rất là ok, 3,4 triệu. Ngoại hình tầm khoảng 95% ăn lên. Đó, máy thứ nhất, máy số 7. Máy số 8. Máy số 8 vẫn còn BA Power SUP. Đây. Em về được một cặp. Con này còn khá là bóng. Không điểm xước nào đáng chú ý hết. Hoạt động đây, êm mượt. Anh em nhìn clip anh em cũng biết rồi. Không cần phải giới thiệu nhiều. Đây mua bên xả cước nhanh. Đây xếp bên này vô. Đây cứng. Đây cứ ok nha. Giá quảng giá công khai 3,4 triệu. Máy này máy nồi này là tiếp 5 nha anh em. Đây nồi, nếu là máy này hai nồi nó tầm cỡ 3,6 triệu thôi, không còn nhiều hơn nữa đâu. Cước 4 được 250 m, cước 5 được 200 m, cước 6 được 170 m. Nồi là tiếp 5 nha anh em. Đó. Máy số 8 vẫn có giá là 3,4 triệu. Tiếp theo là máy số 9, con máy cuối cùng, một con máy rất là nhiều anh em đặt đây. Những anh em đi lua lốc thì chuyên cho máy này. Một dòng lua rất là nổi tiếng hiện tại là con kit Carina BA. Carina 3500 BA Quantum. Đây. Những dòng máy này khỏi giới thiệu nhiều, đem soi sơ cái nồi cho anh em xem. Đây. Lớp bụi nó đóng thôi. Đó. Ngoại hình khá là bắt mắt nha. Đây con lăng không bị xước. Hàng này đặc biệt là hàng của Nhật, hàng chuyên cho anh em đi đánh bia. Đây. Đây quay đây. Đây nắp đây. Đây thông số bia. Tại hàng này là hàng chuyên dùng cho bia, con lăn nó dùng chuyên cho bia nên nó hạn chế ăn mòn tối đa luôn nha. Bia số 3, số 2 được 300 m, số 3 được 200 m. Hoạt động trơn tru, không còn gì phải bàn. Lắc tay thôi cũng quay nữa nè, thấy không? Đó. Nó lắc tay thôi cũng quay nữa, không còn gì phải bàn. Nấm thì nấm bự, cầm gắt đệm tay. Đây, giá công khai luôn 3,2 triệu cộng ship. Đây, lỗi duy nhất của máy đây. Nó bị cắn. Cắn bị lỗi cái đít này chút. Đây, điểm này điểm lỗi duy nhất của máy. Cắn cái này này do cắn vận chuyển nha anh em. Ngoại hình rất là mới. Đây, nó cắn cái này do vận chuyển. Giá công khai luôn là 3,2 triệu. Ủa, đúng rồi, 3,2 triệu. Đây. Soi kỹ anh em, anh em ưng được thì lấy. Đây nó cắn cho này tí, nứt cái này tí. Phần này thì chả quan trọng gì đâu,
Những anh em nào dán đề can đó, phủ lớp đề can lên đây, phủ lớp bên đây cái nữa, rồi ngon lành con máy đó. Tại em muốn để nguyên máy nguyên sim cho anh em thôi đó, hoạt động rất là ok. Một bên là một bên sóng, nó cước ok, hỗ trợ ABS, cốt trợ lực chuyên cho anh em đi săn cá lóc gừng. Giá công khai lượng 3,2 triệu cho anh em. Rồi đó, tổng cộng 9 con máy em đưa cho anh em ngày hôm nay. Anh em nào mua máy của em á, em cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em cần liên hệ em để số điện thoại ở góc này. Rồi, cảm ơn anh em nha.